Xin chào các bạn, hội nghị Đảng Cộng sản Trung Quốc lần 20 đã kết thúc. Bị ủy viên thường vụ Bộ công sáng中国, quá, Chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Tân Khoa chính thức ra mặt. Có nhiều ngày nói rằng, bị ủy viên này ta số đều là ngày của mình của Tập Cận Bình, tức là họ đều thuộc về phe phái của Tập Cận Bình. cho nên có nhiều ngày nói rằng, Tập Cận Bình chính thức trở thành Tân Hoàng đế của Trung Quốc theo mình câu nói như vậy rất đúng à, tại vì nếu chúng ta từng ngày từng ngày xem xét à, thì có thể phát hiện trong bảy ủy biên này à, chỉ có vương hồ ninh không phải là do tập cầm tình để bạn à, cân nhắc tại vì trước khi ông tập trở thành chủ tịch nước vào năm 2012 vương hồ ninh đã bắt đầu phụ trách công việc ý thức hệ của nhà nước trung quốc rồi à, từ năm 2002 người ta bảo là vương hồ ninh là nguyên lão ba triệu à, tức là triệu răng chặt chân Chủ Hồ Cầm Tạo và Chủ Tập Cầm Bình à, có nhiều lý luận của nhà nước Trung Quốc tiểu là do vương Hồ Ninh viết ra. À, cũng có người nói rằng à, vương Hồ Ninh là người trí thức thành công nhất của Trung Quốc. À, có thể từ một người thầy giáo ở tại hộ trở thành một ủy viên của chính trị. Ok, chúng ta từng ngày từng ngày xem xét 5 ủy viên khác à, không bao gồm bản thân Tập Cầm Bình. À, tại sao họ được coi là người thuộc về phê phái của Tập Cầm Bình? Okay, đầu tiên là Lý Cẩn. Ông ấy là thay thế Lý Khắc Cẩn trở thành Tân Thủ Tấn của Trung Quốc. Trước khi đó lý tưởng là bí thơ thành vùi thần hải. À, cho nên rất rõ ràng khi thần hải bị phong tỏa một cách kinh khủng vào năm ngoái, chính là ông ấy phụ trách. Vì vậy cũng rất rõ ràng chính sách Zero Covid, chính sách phong tỏa thần hải là ý tưởng của Tập Cầm Bình À, nếu không thì tại sao Lý Cẩn có thể trở thành vụ viên bộ chính trị sau đó? Từ năm 2002 đến năm 2007, Tập Cầm Bình từng có làm bí thơ thường vụ của tỉnh Chiết Giang. À, ông Lý Cẩn là từ năm 1976 đến năm 2016 đều là làm việc ở tỉnh Chiết Giang à, cho nên rất rõ ràng Lý Tần tầng là thuộc hạ của Tập Cầm Bình sau đó là Triệu Lạc Tế ông ấy sẽ thay thế lực chiến thơ trở thành Chủ tịch Đại hội Nhân dân Trung Quốc à, bản thân Triệu Lạc Tế không có kinh lịch làm việc cùng với Tập Cầm Bình nhưng bố của Triệu Lạc Tế từng Lạc thuộc hạ của bố của Tập Cầm Bình bố của Tập Cầm Bình là Tập Trọng Huân bố của Triệu Lạc Tế có tên là chiều hỷ dân à, cả hai ngày đều là ngày thiểm tây à, từng có làm việc cùng nhau trong một trường hợp ở tỉnh thiểm tây à, thậm chí trong khi tại kết mạng văn hóa hai ngày cùng nhau bị phê phán à, thì các bạn có thể từng từng quan hệ giữa tập cầm bình và trục lạc tế có thể cần quý đến mức nào à, trước khi họ tập sinh ra bố của họ đã là hai anh em rồi sau đó là Thái Kỳ à, so sánh với Lý Cẩn, Tập Cẩm Bình là cần quý với ông Thái Kỳ nhiều hơn. À, tại vì Lý Cường chỉ có trải nghiệm 5 năm là làm việc cùng nhau với Tập Cầm Tình còn ông Thái Kỳ có trải nghiệm nhiều hơn mấy năm à, làm việc cùng nhau với Tập Cầm Tình từ năm 1993 Tập Cầm bình bắt đầu làm thần ủy ở cấp tỉnh Phúc Kiến à, khi đó Thái Kỳ cũng là làm việc ở cấp tỉnh Phúc Kiến à, cho nên từ khi năm 1993 à, Thái Kỳ đã là thuộc hạ của Tập Cầm bình rồi sau đó đến năm 1999, à, Thái Kỳ chuyển sang tỉnh Chiết Giang làm việc à, và đến năm 2002 tôi cầm bình cũng là chuyển sang tỉnh Diễn Giang làm việc. Ok, sau đó đến năm 2012 tôi cầm bình trở thành chủ tịch nước Trung Quốc. Đến năm 2014 à tôi cầm bình sáng lập Ủy ban An toàn Quốc gia. Tôi cầm bình tịch thân làm chủ tịch của Ủy ban này và Thái Kỳ làm phó chủ nhiệm của văn phòng Ủy ban này. À, mấy các bạn chú ý, đó là công việc đầu tiên của Thái Kỳ ở cấp trung ương. Ý là sao? ý là tự cầm bình tịch thân cự nhận thái kỳ tờ cấp tiểu phương à lên cấp trung ấn làm quan sau đó là tinh tiện tầng ông ấy từ năm 1982 đã bắt đầu làm việc ở thần hải rồi và từ năm 2007 ông ấy trở thành tổng thư ký của ủy ban thường ủy thần hải à, cũng là vào năm 2007 tờ cầm bình chuyển sang thần hải làm tổng bí thư à, nhưng mà chỉ trải qua một năm à, tờ cầm bình thì chuyển sang cấp trung ân làm việc à, còn tinh tiện tầng để lại thần hải nhưng đến năm 2013, sau khi Tập Cẩm Bình trở thành chủ tịch nữa, tinh tiết tầng được thăng chức đến cấp trung âm làm chủ nhiệm của văn phòng chủ tịch nữa. Rõ ràng là Tập Cẩm Bình tịch thân cất nhắc tinh tiết tầng từ cấp địa phương lên cấp trung âm làm quan. Cuối cùng là Lý Hy, ông ấy là đến năm 2017 mấy từ cấp địa phương lên cấp trung ương làm viện, nhưng không có công chức cụ thể, chỉ là ủy viên của Bộ Chính trị thôi. À, và trước khi đó cũng hình như là không có kinh lịch làm việc cùng với Tập Cầm Bình. Nhưng à, giống với Trục Lạc Tế, Lý Hị à, có một chút quan hệ với gia đình của Tập Cầm Bình. Từ năm 1982 đến năm 1995, Lý Hị là làm việc ở cấp tỉnh Cam Túc. À, và từ năm 1983 đến năm 1990, tổng bí thư của tỉnh Cam Túc là một người có tên là Lý Tờ Kỳ à, Lý Hy từng có làm thư ký của Lý Tờ Kỳ trong khi đó Lý Tờ Kỳ là người thiền Tây, à, giống với bố của Tập Cầm Bình và Trục Lạc Tế à, Không chỉ là vậy Lý Tờ Kỳ từng là thuộc hạ của bố của Tập Cầm Bình trong nội chiến Trung Quốc từ năm 1945 đến năm 1949 à, tức là khi Tổng Cộng sản Trung Quốc giao chiến với quốc dân đảng bố của Tập Cầm Bình là tướng quân chỉ huy quân đội ở tỉnh Thiền Tây à, khi đó Lý Tờ Kỳ chính là một tuổi trần của một biệt tuổi du kích ở tỉnh Thiền Tây. À, nói chung là Lý Tờ Kỳ, Lý Hy có thể cách nhau với à, Tập Cầm Bình. Nhưng thật ra Lý Hy là cần quý với Trục Lạc Tế nhiều hơn. À, tức là nói chung không phải là Tập Cầm Bình trực tiếp cướp nhận Lý Hy mà là Trục Lạc Tế cướp nhắc Lý Hy. Và vì Tập Cầm Bình và Trục Lạc Tế là hai anh em à cho nên Lý Hy mới trở thành thành viên quan trọng trong phê phái của Tập Cầm Bình. Ờ, tại vì Lý Hy và Chủ Lạc Tế từng có làm việc cùng nhau ở cấp tỉnh Thiểm Tây khi Chủ Lạc Tế là tổng bí thơ của tỉnh Thiểm Tây và trong hội nghị tặng lần 20 vừa kết thúc Lý Hy thay thế Chủ Lạc Tế trở thành bí thơ của vị ban kiểm tra kỷ luật trung ứng Ok, chúng ta bây giờ tóm lại à, trong ủy viên thường vụ bộ chính trị Đảng Cộng sản Trung Quốc Tân Khoa ngày mà cần quý nhận với Tập Cầm Bình nên là trục lạc tế à, gia đình của hai người có quan hệ không bình thường. ngày mà cần quý thờ hai à, nên là Thái Kỳ à, có kinh nghiệm làm việc cùng với Tập cầm Bình nhiều hơn mấy năm ở cấp tỉa phong, ý là trước khi ông Tập à, hiện tại trở à, thành Ủy viên Bộ Chính trị, hai người đã có chủ khổ cùng nhau rồi. Sau đó là Lý Cần à, có kinh nghiệm làm việc cùng với Tập cầm Bình khoảng 5 năm ở cấp tỉa phong, sau đó là tinh tiện tận à, chỉ có kinh nghiệm làm việc cùng với tập cầm bình khoảng một năm thôi à, nhưng dù sao ba người ở trên đều là tập cầm bình tịch thân cất nhận đến cấp trung ân làm quan sau đó là lý hy ở à, ông ấy là vì quan hệ với trục lạc tệ cho nên mới tập tập cầm bình trùng dùng cuối cùng là vương hồ ninh à, ông ấy không thuộc về phê phái nào à, từ thời đại giang chạy dân à, đã tự làm quan ở cấp trung ân rồi nhưng không thể phủ tình rằng ông ấy rất có tài à, cho nên trải qua ba triệu ông ấy vẫn có thể tiếp tục phục trách công tác ý thức hệ của nhà nước nói chung là như vậy thế có người nói rằng trong sáu ủy viên thường vụ này có năm người đều là thuộc về phe phái của tập cầm bình thế ý là tập cầm bình thực sự là tân hoàng đế của trung quốc phải không theo mình điều đó có thể chỉ ra có hiện tượng như vậy nhưng không thể giải thích tại sao có hiện tượng này mình mời các bạn chú ý một điều là có nhiều người nghĩ rằng à, sự tập quyền của Tập Cận Bình hình như là vì Tập Cầm Bình là một người có nhiều tham vọng à, hình như đó là vấn đề cá nhân của Tập Cận Bình à, nếu Tập Cầm Bình không tồn tại thì bây giờ Đảng Cộng sản Trung Quốc sẽ không tập quyền vào tay của một người à, theo mình à, Tập Cận Bình là có tập quyền rất nhiều à, đúng đúng là đúng à, nhưng à, nói chung điều đó không phải là vấn đề cá nhân của Tập Cận Bình mình mời các bạn suy nghĩ một điều là bản thân Tập Cầm Bình là một ngày như thế nào? đó là một chuyện, ok? Vị trí của Tập Cầm Bình sẽ khiến ông ấy hành động như thế nào? Đó là một chuyện khác. Theo quan sát của mình, bản thân Tập Cầm Bình không phải là một ngày kiêu ngạo. Ông ấy không giống với Mao Trạch Tông. Tập Cầm Bình không phải là một ngày có tính cách rất hùng mạnh. Nhưng ông ấy là một ngày rất chủ khổ. có kiên nhẫn, biết tiếp nhận ý kiến của người khác rộng với Thuật Hạp, không phải là một người thích xuất đầu lộ diện okay? cho nên mấy có tự người ta ủng hộ làm chủ tịch nước và cuối cùng trở thành Tân Hoàng đế Trung Quốc. Nói chung là không phải Tập Cầm Bình chủ động tạo nên tình hình tập quyền mà là bản thân Đảng Cộng sản Trung Quốc nhu cầu Tập Cầm Bình trở thành Tân Hoàng đế trước và sau đó Tập Cầm Bình mới có thể phối hợp với xu hướng này. Thế chi tiết là như thế nào? mình sẽ bàn về tiểu đó trong video hội viên một tháng chỉ cần hai mươi nghìn việt nam đồng các bạn thì có thể trở thành hội viên và mỗi tuần tiểu có một video hội viên hãy gia nhập hội viên cảm ơn các bạn